dàn anh em trai cực phẩm của mỹ nhân Việt, anh trai Phương Nhi. Em trai Khả Ngân khiến hội chị em đua nhau tranh slot làm dâu. Chào mừng bạn đến với tin tức, nơi có thể làm bạn đã cái nư vì sắp dìm idol ai đó. Bản thân xinh đẹp, giỏi giang đã đành, những mỹ nhân đình đám của showbiz Việt như Phương Nhi, Khả Ngân, Quỳnh Anh Xin, Min, Văn Mai Hương còn có những cậu em, ông anh đẹp trai hết nước chấm. Chẳng thế mà mỗi khi khoe người thân lên mạng xã hội, những người đẹp này bỗng chốc bị lu mờ bởi chính anh em ruột thịt. Lý do cũng là bởi hội chị em mê trai quá mà thôi, ai cũng tranh nhau chiếm slot làm vợ, Phương Nhi. Cách đây ít hôm, tại buổi trao sắc cho Phương Nhi đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu quốc tế 2023, cư dân mạng đã soi được chiếc anh trai cực phẩm của nàng hậu. Được biết, anh trai của Phương Nhi xuất hiện cùng gia đình tại sự kiện này, tưởng như sẽ không hot, nào ngờ anh chàng chiếm luôn spotlight của em gái, thậm chí còn nổi dần dần trên top top. Sở hữu làn da trắng bóc cùng vẻ ngoài điển trai như idol Hàn Quốc, anh trai của Phương Nhi lập tức làm hội chị em đổ gục. Đã có rất nhiều lời khen được để lại, đồng thời một vài bình luận tiết lộ anh trai của Phương Nhi còn là học bá, từng là học sinh của trường chuyên Lam Sơn Thanh Hóa, một ngôi trường nổi tiếng là rất khó đỗ vào. Chẳng thế mà trên mạng xã hội đua nhau share ảnh video của anh trai Phương Nhi, đồng thời các cô gái đua nhau tranh slot làm người yêu của anh chàng Khả Ngân. Giấu em trai hơi kỹ nên đến giờ nhiều khán giả mới biết Khả Ngân có cậu em với ngoại hình cực phẩm. Được biết, nữ diễn viên đã đăng loạt ảnh chụp góc nghiêng của em trai mình lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm rất lớn của mọi người. Sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng tắp, lại thêm chiều cao khủng lên tới 1m8, em trai Khả Ngân làm bao cô nàng phải mê mẩn. Dưới bình luận, không ít lời khen đã để lại dành cho em trai nữ diễn viên, đồng thời đua nhau chiếm slot làm em dâu Văn Mai Hương. Nếu ai theo dõi Văn Mai Hương lâu chắc sẽ biết nữ ca sĩ có một cậu em trai đang du học tại Canada. Không kém cạnh chị mình, Văn Đức Dũng có ngoại hình cực điển trai, được rất nhiều người yêu mến trên mạng xã hội. Vì đi du học xa nên Văn Mai Hương và em trai rất ít có cơ hội gặp mặt. Tuy nhiên, cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Văn Mai Hương rất hay trêu chọc em trai khiến netizen vô cùng thích thú. Quỳnh Anh Xin. Gia đình của Quỳnh Anh Xin có 4 thành viên, gồm cô, bố mẹ và một cậu em trai tên Phí Hải An. Được biết, em trai Quỳnh Anh Xin chỉ kém cô 2 tuổi thôi, tức là năm nay đã 25 tuổi. Nhìn nhan sắc xinh đẹp của nàng fashionista, chắc hẳn ai cũng rõ Hải An điển trai thế nào. Trong những tấm ảnh được Quỳnh Anh Xin chia sẻ trên mạng xã hội, dễ dàng nhận thấy Hải An không chỉ điển trai mà còn có được chiều cao vượt trội, có khi là cao hơn cả chị gái rồi đấy. Min. Em trai của Min tên Nguyễn Hoàng Minh, anh chàng này có ngoại hình cực nam tính, gương mặt góc cạnh cùng làn da đẹp hết nước chấm. Đặc biệt, Nguyễn Hoàng Minh còn sở hữu chiều cao ấn tượng. Nhìn qua ảnh trên mạng xã hội, nhiều người thường lầm tưởng rằng em trai của Min giống như siêu mẫu bởi anh chàng có gu thời trang cực đẹp mắt. Mặc dù vậy, em trai của Min cũng rất ít khi xuất hiện trước công chúng cùng chị gái. Thường thì Hoàng Minh hay tương tác trên mạng xã hội với chị, đồng thời gửi lời ủng hộ cho Min mỗi khi cô ra sản phẩm âm nhạc mới. Trên đây là dàn anh em trai có ngoại hình cực phẩm của dàn mỹ nhân Việt, ai cũng điển trai ấn tượng cả. Nhưng đang hot nhất trên mạng xã hội thời gian này có lẽ là anh trai của Phương Nhi. Còn bạn, bạn ấn tượng với vẻ ngoài của anh em trai nhà ai nhất? Liệu có muốn tranh một slot làm chị em dâu của người nổi tiếng hay không?